Nhật ký Vương Khánh Hưng, ngày 8 tháng 4 năm 2023. Bánh mì. Chè bớt. Tôi sẽ đi một vòng để nhìn ngắm cảnh đường phố ở buổi sáng. Lúc này cũng là 7 giờ mấy rồi. Vừa đạp vừa ngắm cảnh. Nắng đã lên. Ở đây người ta bán phở. Nắng chói chang. Bán xôi. Nhiều tiệm chưa mở cửa. Bây giờ tôi sẽ đi tới đường Nguyễn Biểu. Tôi đã tới đường Nguyễn Biểu. Đường Nguyễn Biểu buổi sáng. Bán bánh tráng. Ở đây là chỗ chờ xe bus. Nếu đi thẳng thì tôi sẽ qua cầu Chữ Y. Buổi sáng ở lề đường người ta bán đồ ăn. Bán đủ thứ đồ ăn. Xe bus 46 chạy đường Hưng Phú, quận 8. Hội cờ tướng. Rất sớm. Hôm nay đây là thứ bảy. Lúc này khoảng 7 giờ rưỡi. Tôi đi ngang đường Phan Văn Trị. Chỗ bán bánh ngọt. Nắng chói chang luôn. Nắng buổi sáng.
bán đồ ăn, bún, bánh hỏi, thịt nướng. Tôi đến ngã tư Nguyễn Biểu, Trần Hưng Đạo. Sáng trời mát. Đây là ngã tư Nguyễn Biểu, Trần Hưng Đạo. Và mặt trời đã sunrise ở hướng đông. Tôi vô đường Trần Hưng Đạo. Băng qua đường, người đi bộ băng qua đường. Tôi đang đi về hướng chợ lớn. Bạn thấy trời có gió quạt nó quay. Người ta lấy rác. Chỗ này có bán phở bò, có bán đồ ăn sáng. Tôi sẽ đi ngang nhà mồ Họ Đạo Chợ Quán. Tôi sẽ đi ngang nhà mồ Trương Vĩnh Ký, nằm ở khu đất của nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán. Người ta trồng rất nhiều bông. Ăn bún riêu 25.000. Trạm chờ xe bus. Sạp bán báo. Đây là nhà thờ, nhà mồ Trương Vĩnh Ký. Nhà mồ Trương Vĩnh Ký. Tôi đi vào đường Trần Bình Trọng. Nắng buổi sáng. Nắng chói chang. Nắng lên ở hướng đông.
tôi đi exercise, đạp xe vòng vòng, tự ghi hình, kể chuyện cho cái điện thoại bay lượn xung quanh mình, vừa phơi nắng vừa lấy cảnh. Sắp tới thì tôi sẽ đụng đường Nguyễn Trãi. Tôi đang ở trên đường Trần Bình Trọng. Buổi sáng 7 giờ mấy. Ở đây người ta bán đồ ăn, tôi rảo một vòng vô nhà thờ. Nhà thờ chuẩn bị đại lễ, ngày Chủ nhật là ngày lễ Phục sinh. Bữa nay người ta giăng dây để giữ xe. Cảnh sắc huyền ảo, tháp chuông in bóng trên nền trời, mây bàng bạc. Tôi sẽ rảo một vòng. Mây che mặt trời. Buổi sáng gió hiu hiu mát. Bây giờ thì tôi ra đường Nguyễn Trãi để lấy dừa rồi về nhà. Tượng Đức Mẹ Maria. Bây giờ thì tôi ra đường Trần Bình Trọng.
sẽ tới, tôi sẽ đụng đường Nguyễn Trãi. Xanh. Cuộc sống buổi sáng ở chợ lớn phản ảnh qua cái chuyện xe cộ, những người mua bán giờ này còn chưa mở cửa đâu. Tôi lấy dừa, lấy hai trái dừa đó. Hả? Đảo một vòng bây giờ ghé lên đây lấy hai trái dừa. Đêm đào pháp cũng luyện công phu á, cũng luyện đao pháp. Trả tiền vô nhà. Chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi quá trưa. Lúc này tôi có ý định đi lòng vòng để săn hình, chụp hình, kể chuyện. Vừa đi vừa tìm ý tưởng, tìm hình để dùng cái điện thoại chụp hình kể chuyện. Mang theo đủ đồ nghề, cái GoPro Hero 8. Nó bay lượn chung quanh, sẽ lấy hình cho những câu chuyện kể. Trước hết thì tôi sẽ đi đến tiệm Convenience để mua cái thẻ, mua cái bill điện thoại mobile để nạp cho cái điện thoại có thể dùng ở mọi nơi, kết nối internet ở mọi nơi. Vừa đi vừa tìm hình, chụp hình, kể chuyện. Tôi sẽ mang theo một lon bia,
có bán đồ ăn, có bán cháo huyết thì tôi sẽ ghé lại ăn cháo huyết và uống bia. Bây giờ là lên đường. Tôi đang trên đường đi ra đường Phan Văn Trị. Con chim nhỏ. Buổi trưa nắng chói chang. Gần 2 giờ. Đi ngang Tịnh Xá Tự Đức. Nơi hoàng hài cốt của những người quá cố. Bồ Tát Quan Thế Âm với năm chữ Từ Nhãn Thị Chúng Sinh. Xin quý Phật tử gửi xe tại số nhà 120/23. Đi theo đường hẻm này thì sẽ ra đường Trần Bình Trọng. Tôi đi lòn qua các đường hẻm để ra đường Phan Văn Trị. Đây là ngã sau vào nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán. Lúc này nắng chói chang. Nhà thờ buổi trưa yên vắng. Bạn thấy những cây sử quân tử trồng ở trước nhà từ dưới đất leo lên rất là cao. Bông sứ, loại bông có mùi thơm. Tượng Đức Mẹ Maria. Nắng trên đầu, nắng chói chang. Ở đây người ta trồng rất nhiều cây xanh ở trước nhà. Tôi đi theo đường hẻm này để ra đường Phan Văn Trị. Những lồng đèn. Những trang trí trước nhà. Nhà
đây có ngôi mộ. Chiếc xe hủ tiếu văng bóng một thời. Tôi đang đi trong cái nắng như đổ lửa. Ở đây người ta trồng rất nhiều loại bông giấy làm hàng rào. Loại bông có sắc, không có hương. Tôi mang theo là lon bia. Quẹo bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân. Nghĩa vụ của mỗi người nó rộng hơn mỗi công dân. Vừa dễ nhớ. Đường hẻm này đâm thẳng ra là tới hủ tiếu Âu Hòa. Ở đây thì có đủ thứ đồ ăn, bún mắm, thịt nướng, hủ tiếu, súp pha lấu. Đi vào là trường trung học Ba Đình. Ở đây bán cơm. Giờ này là quá rồi, quá giờ. Đi thẳng sẽ là đường Phan Văn Trị. Phan Văn Trị, Nguyễn Biểu. Tôi ghé vào đây mua cái bia. Bán cho cái bill á, cái bill mobile nó 100. Bà mua cái bill 100. Mobile. Vô đi. Cái này là giống như tiệm convenience vậy. Bán đồ lặt vậy. Tôi vừa đến đường Phan Văn Trị, Nguyễn Biểu. Ghé tiệm mini shop mua cái thẻ 100.000 cho cái mobile phone. Bây giờ tôi đi ngang tiệm bánh.
bánh cuốn Nam Việt, cháo lòng. Quán bưởi đây đây. Tôi tiếp tục đi ra đường Trần Hưng Đạo. Đi ra ngoài đó để coi có cháu biết không. Ăn cháu biết. Trưa nắng, máy xay nước đá. Có rất nhiều người thích mua vé số. Xe bus 46 sẽ chạy đường Hưng Phú ở bên quận 8. Lên cầu chữ Y nó sẽ quẹo qua bên đường Hưng Phú. Tôi đã tới ngã tư Nguyễn Biểu, Trần Hưng Đạo. Tôi đang ở ngã tư Nguyễn Biểu, Trần Hưng Đạo. Tôi sẽ vào đường Trần Hưng Đạo. Đi kiếm cháu quyết ăn. Vừa đi vừa tự ghi hình. Lúc rảnh rỗi thì tôi lại một mình thả bộ, vừa đi vừa tự lấy hình. Công Quy tiệm ảnh. Buổi quá trưa trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Bánh mì. Nghe tiếng bánh mì. Khu này giải tỏa sắp xây. À, hôm nay có bán. Tôi sẽ ghé vào ăn cháo huyết. Trời ở trên đỉnh đầu.
tôi vẫn thả bộ trên đường Trần Hưng Đạo. Tôi sẽ vào đây ăn cháo huyết. Có cháo huyết không? Hả? À đúng rồi, cháo huyết giờ viên ăn ở đây luôn. Kiếm chỗ ngồi. Móc lon bia ra. Ở đây là phía trong là một cái nhà mồ đạo Thiên Chúa. Đi thẳng ra là đường Trần Hưng Đạo. Chọn cái ly ha, cái ly uống bia. Đi đá. Đây là cháo huyết. Lấy tỏi. Bây giờ là enjoy. Tôi đang ghé chỗ ăn cháo huyết, uống lon bia mang theo. Trời nắng, uống bia đá. Có đem theo khăn lau miệng. Bây giờ là lấy cái đĩa múc ớt. Lấy tỏi. Tôi thích ăn tỏi. Uống bia. Bây giờ là lấy muỗng, long spoon, chopstick. Đây là đồ cháo huyết có dầu chặt bẫy, có huyết, gừng, hành, giò viên.
gà heo. Dạ. Vừa ăn vừa ghi hình kể chuyện. Mấy ghê này cắm giò diêm ăn giò diêm. Ăn với hạt. Vừa việc cái dầu dấu dầu trao bảy nó không trúng, dầu trao bảy là trúng quả. Dầu là dầu nấu sôi á, cha nó là chiên quẩy á, tức là quỷ tức là chiên hai con quỷ vợ chồng cần cối á. Hay trung thần diệt phi ấy. Thành ra người dân Trung Quốc ghét hai người này. Mới làm cái bánh một cặp, đặt tên cho nó là dầu cha quẩy. Da heo. Dầu cho phải. Này là huyết heo.
gừng đó. Cà tôi đang ở cái tiệm bán cháo huyết nằm trên đường Trần Hưng Đạo á. Ở đây ăn cháo huyết ghi hình kể chuyện. Phía sau là nhà mồ. Vừa ăn vừa tự lấy hình. Cái nĩa ăn giò viên. Da heo. Thỉnh thoảng có những cơn gió rất mát. Bia. Ra bài đó, mang theo khăn ướt để làm mát, mà lúc ăn uống cũng để lau miệng. Nhất cử tam tứ tiện. Da heo. Ăn qua cái hết. Sống trong cái thời đại một mình có thể viết nhật ký bằng hình ảnh,
mỗi ngày á, tôi kiếm chuyện làm và tự mình viết nhật ký. Nhật ký cất lên YouTube, Facebook. Nhiều năm sau cũng có thể coi lại. Bà nhớ ra được rất nhiều những chuyện. Uống xong là về. Không có quên cái nó. Lúc nào cũng không có quên được. Bây giờ là tính tiền. Cháu đem về đây là đường Trần Hưng Đạo. Ở nhà cũng có đồ ăn nữa, người ta đem tới sơ cút bánh giò. Ở bò bệnh viện đồng hồ ra đây gió lồng lộng. No rồi. Còn thấy tôi cháo 20.000. 20.000 là no bụng. Bây giờ thì tôi sẽ thả bộ đi về, đi theo đường Trần Bình Trọng để về nhà. Đây là đường Trần Hưng Đạo. Đường Mẫu Giáo Mai Anh. Cái bảng để trong có thấy. Nắng chiều. Tôi đang thả bộ trong lề đường Trần Hưng Đạo. Vừa đi vừa ghi hình.
tôi đã tới nhà mồ Trương Vĩnh Ký. Ở đây người ta đổ rác. Nhà mồ Trương Vĩnh Ký. Đi vô nhà mồ. Đây là bên trong nhà mồ. Ở đây người ta trồng nhiều bông chuông vàng. Những câu đối chữ Hán nôm. Mồ của Trương Vĩnh Ký. Đi thẳng ra là đường Trần Hưng Đạo. Ở đây sân rộng để là bãi giữ xe. Cái ngã này là ra đường Trần Bình Trọng. Trời trưa. Chỉ nhà mồ 520 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5. Bán phụ tùng, linh, pin sạc giữ phòng. Đường Trần Bình Trọng. Ở đây có cái bàn thờ thần tài. Bốn chữ là chiêu trời chân phủ. Cái đó là cầu tài. Thần tài thì cầu tài. Bây giờ tôi sẽ theo đường Trần Bình Trọng để về nhà. Nếu đi theo đường Trần Bình Trọng thì tôi có thể ra đường Võ Văn Kiệt. Đường Võ Văn Kiệt song song với kênh Tàu Hủ. Ở đây là ngã ra của nhà mồ Trương Vĩnh Ký phía đường Trần Bình Trọng, tức là có hai cửa ra. Ở đây là ủy ban phường 2 quận 5. Tôi vừa ghé ăn tô cháo huyết, uống lon bia.
xe bóng này. Bến bèo. Ở đây người ta vừa xây xong một cái ngôi trường. Ngôi trường do thiếu nhi. Rất nhiều người già đi bán vé số. Tên nè, gì Yin Lighthouse Accounting Coffee Cocktail, có bỏ dấu á. Trong cái đó chữ Tàu thì lại là chữ Nhiên. Nhiên là chữ rạn chứ đâu phải chữ Yin. Thành ra cái chữ phiên âm không đúng với cái chữ Tàu, là chữ Nhiên. Đọc là rạn thì phải là rươn ran rạn. Đằng này là Yin. Chữ nghĩa lung tung. Có tiền mở tiệm mà không có kiến thức về ngôn từ chữ nghĩa. Túi ma, túi mơ, phòng thẩm mỹ, túi mơ, body center. Tiếng Mỹ thì không có màu mè được. Như là hotel Tân Thành Công thì massage. Ở đây là chỗ ở của các sơ. Kiếm chiếc xe, đóng cái vỏ, ra chợ mua trái cây, đẩy vòng vòng cũng kiếm được tiền. Ở đây bán hủ tiếu. Tiếu sườn heo. Đi ngang nhà thờ họ Đạo chợ quán. Dừng lại chụp hình. Ngày mai là ngày lễ phục sinh, sinh đệ ngày Chủ nhật. Ở đây người ta chuẩn bị gửi xe. Hôm nay bầu trời xanh ngắt. Tụi nhỏ vô đây chơi basketball. Tượng Đức Mẹ Maria.
nhà thờ Cao Dúc. Tôi sẽ đi ngã sau để về nhà. Mừng Chúa phục sinh. Mọi thứ đều chuẩn bị cho ngày lễ lớn. Ngăn lại để giữ xe. Ở đây có những cái bàn. Tôi sẽ đi vòng qua ngã sau để đi tắt về nhà. Vùa này cao ra trái. Cây bông sứ rất nhiều bông. Ngồi đó nghỉ mệt hả? Về hả? Làm sao? Xuống chưa? Cho mấy chục ngàn phải không? Rồi. Xin tiền cho mấy chục ngàn. Về nha. Đi uống nước rồi đi. Hả? Chưa đọc kinh xong phải không? À, đọc kinh xong đi rồi đi ăn uống gì đó. Rồi về nha. Nhà nguyện đang sửa lại phần dưới. Ở đây chắc là làm cái tượng Thánh Giuđa. Đang ở thời kỳ đại tu. Đây, ngã sau. Tôi sẽ đi ngã sau để về nhà. Rồi đó ra hẻm.
đây là cây khế. Cây khế rất là to. Đi ngang Tịnh Xá Tự Đức. Tôi sẽ đi theo đường hẻm này để về nhà. Chào. Chào bạn. Đây là Chợ Lớn. Chợ Lớn hôm nay là thứ Bảy, 8 Tây tháng 4 năm 2023. Âm lịch nhằm ngày 18 tháng 2 nhuần năm Quý Mão. Thế vận hôm nay. Tài vận 90%. Tôi đang ở trên việc học 75%. Việc làm 65%. Đi về hướng cầu số đạo qua 72%. Việc tình ái đến đây 94%. Dừng lại. An toàn 63%. Tự ghi hình. Sức khỏe 86%. Ra đây gió mát. Tổng hợp là 96%. Xe từ những việc làm được đổ qua cầu chữ Y. Những việc làm được hôm nay là cúng tế. Tôi thấy là bái tế tổ tiên chùa miếu, bái thần minh, 46 quét dọn nhà cửa, chạy tới bến xe Chợ Lớn, chai tịnh giới ngôn. Tôi mang theo khăn ướt, nhờ khăn ướt sùng khăn làm mát. Hôm nay là ngày của tuổi hôm thân. Nay tôi sẽ đi tới Pira kênh tàu hủ. Tuổi thân xuân đó, khắc giới dạo chơi hứng má còn còn tìm cảnh để tự chụp hình. Xin tiêu tương hại. Tôi mang theo cái GoPro con khỉ Hero 8 hại tuổi để hợi. Con heo chụp cảnh dòng sông tàu hủ. Cục họp sinh tiêu tuổi thân con khỉ trên đường. Cục họp giới mang theo quả quý tỵ con rắn nhờ có quả làm họp sinh tiêu chúng ta chống được cái nóng con cái khỉ. Nắng tam họp với tuổi tí con chuột và tuổi thìn còn rộng. Tôi cũng mang theo chai nước. Hương vị mỗi của thứ các vị đầy đủ mạnh. Do đó tôi có thể đi lang thang cả buổi phần ở trên các cái con đường tây nam. Phúc phận vừa đi vừa tây bắc rèn luyện tài thần chân tay chân cẳng chính tây. Dương quý nhân ở hướng chính tây đi. Âm quý nhân ở tây bắc. Cho gân cốt mạnh mẽ. Chúc các bạn một ngày nhiều may mắn khi chúng ta có a good day.